Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 4: nhất định không kết oán thù với người. Thiếu nợ là gì? Là chính mình chiếm tiện nghi của người khác. Việc làm đó chính là nợ. Thiếu nợ thì phải trả nợ thôi. Nếu kết oán thì có báo thù. Báo oán lẫn nhau sẽ không kết thúc. Sự việc này đáng sợ hơn bất cứ việc gì, rất là khiếp sợ. Người hiện đại không biết được chịu thiệt. Người xưa nói, chịu thiệt là phúc. Lời nói này một chút cũng không sai. Vì sao chịu thiệt gọi là phúc? Chịu thiệt là nghiệp chướng đời trước của bạn được tiêu trừ. Trước đây chúng ta không hề chịu thiệt. Cái hành vi và ý niệm này là sai lầm. Chúng ta phải đem nó sửa đổi lại. Như vậy chính là tu hành. Chúng ta chịu thiệt, chịu lỗ mà luôn có cái tâm oán hận, có cái tâm báo thù. Chỉ cần khởi lên cái ý niệm này thì trong A Lại Gia thức đã trồng xuống cái hạt giống đây. Tương lai gặp được duyên, cái hạt giống này nó liền khởi hiện hành. Bạn nói xem, phiền phức cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Làm thế nào chân thật giác ngộ giống như Phật, chân thật tường tận? Ngay trong đời này, quyết không oán thù với người. Chính mình có thiệt thòi đến thế nào, lỗ lã đến ra sao, bị người hãm hại như thế nào, trong tâm không hề có việc gì, quyết định không đem nó để trong tâm. Đây gọi là tu hành. Không có tâm oán hận, không có tâm báo thù. Vào đời sau khi gặp lại thì là bạn tốt vậy. Oán kết của chúng ta cởi mở rồi, hóa giải rồi. Đó chính là phúc. Người thiệt thòi tương lai có được cái phúc báo này. Người không chịu thiệt thòi, ôm hận trong lòng, luôn nghĩ không quên, đời sau khi gặp lại lại trả oán thù, báo oán lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không thể kết thúc. Bạn nói thử xem, việc này khổ đến nhường nào. A Di Đà Phật. Nam mô
Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe.